chân không có, tóc là ngầu, lại bảo không ngầu. Nhìn tôi ngầu với rồi, nhìn ngầu thôi, nhìn tôi ngầu không? Tôi phải tắt cam đi, niềm, tôi phải ngầu trong game thôi. Hello there. Alo, alo, hello, oi, oi, oi. Oi! Sheep hot cut the car! Cái lồ nhỏ chạy kìa. What the fuck? Wow. Ê, gì đây? Alo, alo. Gì đây? Ông tên chém tôi à? Alo. Ông có biết tôi nghe là đâu? Không? Nghe. Yeah. Ông không biết tôi là ai à? Ông ra rồi ông cầm dao ông chém tôi à? Hả? Sao? Muốn cái gì? Alo? Nghe không? Alo à? Alo? Sao? Vâng ạ, vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. Vâng của chúng tôi. Vâng ạ, vâng. Vâng. Vâng của chúng tôi. Vâng. Sao không cầu? Mà Yakuza mới vô bị ăn đâm à. Không, khởi đầu là chúng ta phải bị đâm anh em à. Anh em đã không hiểu tôi rồi. Những vết đâm mới làm cho mình gọi là, gọi cho mình cứng rắn hơn được, mạnh mẽ hơn được. Sao bác sĩ khó lâu tới thế? Alo, doctor, I need to help. Phải chưa? Bác sĩ đâu? À, bác sĩ mất xe. À. Ê, người anh em, tôi nói cái này nè, tôi mượn xe nhá. Ê, ê. Hai, bây giờ làm gì trước đây? Đi thuê xe nhờ. Thuê xe chỗ nào? Shop xe. Đây, tôi phải đi thuê xe. Chứ một thằng Yakuza nào, chứ một thằng Yakuza nào phải đi xe đạp hả? RIP. Ôi, cái lồ gì vậy? Ôi bạn ơi, cây thế nhờ. Bạn cần đạt level 3 để mua xe à. Nhận việc làm, anh nhận rồi. Giờ phải đi lên đây nè. Xa vai cà. Holy shit! Damn bro. Gọi cho taxi. Ôi 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 ôi. Đéo có taxi, đéo có nghe. Alo, alo. Ông ơi, ông có xe không? Ông có xe không? Alo. Sao đéo nói gì vậy trong đây thì mẹ bị trầm cảm à? Ông chủ cho xin việc. Oh shit. Lấy pizza. Đến điểm lấy pizza. Where? Điểm lên điểm lấy pizza ở đâu? Ở e là lấy bánh. À, đang lấy bánh. Ok. Nhìn mặt tôi giống Yakuza thiệt đó chứ. Nhìn đẹp trai mà. Damn son. Đau má. Uầy. Lạng lách đánh võng vô. Đau má. Ôi.
con mẹ tôi rồi. Chưa, ủa sao tôi đứng im vậy? Alo. Cancel animation. Ở đây. Anh ơi. Nhớ pizza anh ơi. Em 50 đô nha. Anh gì ơi. Anh gì ơi. Mở cửa anh ơi. Ở đây, pizza đây. Được 2.000. Chị ơi, bánh nè chị ơi. Chị ơi, pizza tới rồi chị ơi. Rồi, tôi bây giờ được 2.000 tư được và cả lô. Nó dấu gần nè. Này, gửi đêm. Xuống xe đi, nhanh lên. Không nghe gì à. Chế biến cần sơ ở gần đây không nhỉ? Nộp thắt dây an toàn với đòi ra ngoài. Thơ! Chế cần sơ đi bán thôi. Chế cần sơ đi bán thôi. Holy shit. Trước đây in game nó có giá trị lắm anh. Cớm thì sao đâu. Nó gì. Đứng đây không có cớm mà sợ. Cớm anh. Cớm không thấy anh bây giờ đâu. Chết con mẹ rồi. Ôi. Ờ đụng má làm hết hồn rồi anh em. Ê. Ờ nghe nói ông là giang hồ vậy. Tôi cũng mới vào thành phố mới vậy đấy. Chào học tôi không chào chị bảo nè. Tôi mới từ Buôn Ma Thuột lên đây. Không có biết làm sao để vô một cái băng đảng nhanh không nhỉ? Tại sao không nói lại tôi đi làm? Ông có biết làm cách nào để vô băng đảng nhanh nhất có thể không? Mình sao ông có súng 4-1 rồi cũng. Mà không nói là ông vô gan rồi. Có súng quá hả? Chính nó có thể khẩu 14 1. Ê, ông có thể gọi là cho tôi một món vũ khí gì đó. Cho tôi một món vũ khí gì đó được. Con dao cũng được. Ông chỉ có cái cửa hàng bán súng đó, ông mua. Nhưng mà level 12 lần tôi mới vô. Bây giờ làm cách nào để lách luật không? Kiểu như ông đưa tôi một con dao chẳng hạn. Đây, tôi với ông làm bạn đi. Sau này anh em mình lập gang lên á, anh em mình đi chiếm đóng thì một khu vực nào đó trong thành phố này. Ông nghĩ sao rồi? Bi bi kẹt của ông cấp bao nhiêu rồi? Làm sao để check cái đó? Ông nhỏ không chết. Tôi đang cấp 2. Nhưng tôi đang cấp 2. Số điện thoại ông số mấy vậy? Chứ số điện thoại chỗ này tôi quên rồi. Tôi không biết nữa. Từ từ ra không ngon. Ở bên thành phố khác tôi cũng coi. Ông ơi, đứng im, đứng im, đứng im, tất cả bị bắt, tất cả bị bắt. Yêu cầu quỳ xuống, bỏ súng xuống, bỏ đồ xuống. Cái gì vậy anh, cái gì vậy anh? Một ông nữa đâu? Hai mau. Tôi đã bắt rồi. Có hai ông, không ông nào trốn đây đâu mà mau lên, bọn tôi bao vây hết này rồi đấy. Ai đâu ăn đi. Em chở không mà em đâu có lên miệng ăn. Tụi em nói chuyện với anh. Đây từ từ anh có thể thả cho em nói chuyện xíu. Mà anh thấy em ra cho em có chạy đâu mà anh sợ. Em với ông này lên đây nói chuyện mà em có làm cái gì đâu.
Anh cứ thẻ em đi, nó chạy đâu anh sợ. Anh thả em ra nói chuyện thế cho nào, em có chạy được đâu mà. Này, em... Anh ơi, em nói thiệt đấy, em chưa làm gì nên tội mà. Này á, ông giang hồ xịn này là có tiền bẩn nha. Thế giờ, em đâu, có tiền bẩn không? Em có tiền bẩn không? Này là một lá cần sa nha. Cần sa em mang về làm thuốc mà, anh nói sao? Bác sĩ, anh không thấy anh gọi bác sĩ Trung lên đây đi. Bác sĩ Trung kêu em lên đây làm thuốc mà. Ai bác sĩ chà, làm thuốc trên đây à? Ông bảo em lên đây mua thuốc thì em mua thuốc về làm cho ông thôi. Cần sa cần làm thuốc mà anh. Thì cái cần sa đây cũng là chất cấm ấy. Chất cấm à? Dễ em bị ông thì ông á. Thế bây giờ ông ở đâu nào đấy? Cho bọn tôi địa chỉ mà tôi đến mà tôi giải quyết luôn cho. Ông đó gần bệnh viện anh, em chở anh qua đó em à. Gì anh chở em qua đó em chỉ cho. Bạn tôi ấy, thì làm giám đốc bác sĩ ấy, thì ông có nói tên đi rồi tôi lọc từ trên. Bác sĩ Trung, bác sĩ Trung. Trung đúng không? Bác sĩ Trung hiện tại đang làm ở bệnh viện ngay chỗ gara trung tâm đúng không? Không, ở cái bệnh viện gì á, bệnh viện tỉnh á, bệnh viện tỉnh ở dưới á. Tỉnh hả? Tỉnh Los Santos đúng không? Đúng rồi, ở dưới đó nè anh ơi. Ông ơi, ông có nhầm không đấy? Ở đây không có bệnh viện nào bệnh viện tỉnh hết ông ơi. Có, ở dưới bệnh viện tỉnh. Chỉ có một cái bệnh viện thành phố thôi. Không, nhưng mà nó kia là bệnh viện tỉnh mà. À thế à. Thế bây giờ là bác sĩ Trung đúng không? Đúng vậy. À, tôi nhớ rồi nhá, bây giờ cho hai ông đi tù trước nhá, còn có có tiền án, có tiền án là có tên tuổi, không sao cả. Có tiền án là có tên tuổi. Ơi, người anh em. Alo. Hello. Người anh em có ở trong băng đảng nữa không nhỉ? Có, trong xóm liều nữa. Tôi là một người mới tới đây á. Tôi muốn vô gia nhập một băng đảng nào đó. Không nghĩ sao? Không nghĩ sao khi cho tôi gia nhập. Tôi giết người nhiều lắm. Nhưng mà ở thành phố khác, ở thành phố này thì tôi chả giết ai nữa. Tôi có thể giúp ông, tụi ông đi xử người này người đó. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Chỉ cần ông đưa cho tôi cái tên thôi. Đưa cho cái tên với lại địa chỉ thôi. Tôi sẽ tìm người đó, tôi giết cho ông. Ok luôn, lết ra tù đi rồi tôi sẽ cho ông. Đây, cho tôi cái số điện thoại đi. Ok 786 890. Ok chưa ông? Ok. Ông nhầm. Tôi gọi phát này, gọi nhà máy lưu số ngay. Ok, nghe chưa? Alo. Alo, nghe rồi đúng không? À, nghe rồi. Ok. Tôi tới rồi đây. Anh em dẫn tôi đi phi vụ gì đi chơi. À, chào anh Sput PC, anh không chơi Rust nữa à? Mẹ, anh qua đây chơi đấy. Kẹp cho ông ơi. Rust gì? Tao mới tới, tôi mua ma thuộc lên đây mà Rust gì? Anh này. Anh thấy em cầm gì trên tay không? Không thấy, mày bị lag rồi. Cái gì? Không có kẹp thì mà không, anh chuyển qua tôi khác. Chuyển không rồi? Chuyển không? Chuyển không? Chuyển gì? Cho em xin hiểu bánh mì nè, xuống lấy bánh mì em ơi, xuống lấy bánh mì nè, anh đưa cho em nè. Có đây quên. À, cảm ơn nha, em mượn xe thôi. Tục. Alo. Có tiền chưa xong rồi. Alo anh em. Ở đây có tuyển người không? Đi đâu đây ông? À, tôi mới tới thành phố này, tôi muốn tham gia. Thôi. Alo. Ông muốn tận hưởng cảm giác chết không? Ok, để tôi lên xe. Bye bye. Tôi sẽ hết xăng rồi, cho tí tiền đổ xăng. Được. Đừng giết tôi nha, tôi xin ông đấy. Không, thì tôi hỏi ông muốn tận hưởng cảm giác chết không mà. Ông không muốn thì thôi, tôi đâu có làm gì đâu. Không làm. Tôi muốn. Ông muốn sao, ông muốn sao? Hello ông, tôi muốn gặp người đứng đầu bằng đầu búa. Sao đây? Ôi, ông ơi. Ông gì ơi? Tôi tên là Quang.
Ây da, ây lô ly kinh nè, ây alo. Hello, hello. Ông nhớ tôi không? Ông nhớ tôi không? Tôi trong tù nói chuyện ông nhớ, nhớ, nhớ. Tôi muốn tham gia băng đại của ông. Bây giờ tôi phải làm gì nè? Giờ ông phải qua xin gan của tôi. Gan của đâu? Ở đây lên tôi chợ đi. Tôi có con wave á, ông ra ông lấy con wave. Tôi có con wave ở đây nè. Con wave nè. Quay tàu ông sao bằng bằng chiếc mini nhật của tôi. Ông chạy wave đi cho giống người Việt. Đi đi mini nhật nè. Đi được không? Được, lên đi. Đúng. Nghe nghe ghê. Đi xe đạp vậy anh? Xe đạp chiến đó. Tôi hỏi là mình là gangster dễ thương. Gangster dễ thương hả? Đúng rồi. Vậy gan mình là gan weebu đúng không? Không phải gan đầu vui đúng không? Đúng rồi. Cái lầu gì vậy? Xe này phải xe đạp không vậy? Mình đi Nhật mà sao sao bằng quay tàu được? Tôi có một thằng em tên là Neko. Thì thằng đó cũng đam mê mấy cái weebu lắm. Cho nên là tôi nghĩ nó sẽ hợp với cái gan này. Ông có thể chở tôi quay lại, tôi lấy chiếc xe wave của tôi được. Nhưng mà bây giờ tôi vô găng này trước nè. Vô găng nào đó trước nè. Găng này thì hẹn sau này anh em mình có số duyên mình gặp nha. Ok. Đi thì ông ơi nó bắn đấy. Ok, cảm ơn ông nha. Bye bye ông nha. Đủ ma mấy thằng Weibo. Xe wave rồi đi vào. Không ai biết tôi ở đây cả. Xem đi bị chết. Má mẹ Weibo. Sắp quần áo. Thay quần áo. Mua quần áo. Cay thế nhờ. Ôi damn bro, nhìn trong mẹ mày dậy thế nhở. Ôi ơi. Nói nào mất con xe ở ngoài luôn. Ôi, người anh em. Sao nhìn trong bóng thế, đéo. Đây, găng tay đây. Ôi, người anh em. Bạn không đủ tiền. Mẹ. Tôi mua cái quần tím mà. Cay thiệt. Mượn xe nhá anh em. Gì đấy? Ê ông ơi. Ông gì ơi? Ông ơi, ông bày cho tôi cách chụp hình cái. Chụp hình selfie sao á? Disney ơi, Disney ơi. Alo, ấy, cái lầu gì vậy? Gì không? Ông bày tôi cách chụp hình cái. Ông biết dùng điện thoại không? Tôi ông không lấy rồi, ông biết chụp hình đâu. Ê ê ê. Cái đục má. Chạy 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 chạy. Chuột giữa camera trước. À, anh còn like à, anh còn like chứ. Anh còn like mà em. Nè, chuột giữa camera trước. Rồi làm sao để chụp?
được nha. Phải lồn. Đây rồi, tôi chụp được giữa rồi. Ấn cái gì, ấn cái gì anh em? Cảm ơn nha. Ok ok. Ấn cái gì, ấn cái gì anh em? Chuột trái. Ơi, vừa chụp kìa. Damn. Hôm nay được một bài thân thiện cho mượn xe nè. Yêu ghê. Thôi đó. Tôi chưa đăng dòng hình như. À tôi phải đăng dòng được cái đi mới cay thế nhờ. Mẹ có cái chụp hình thôi á. Giờ đăng lên, được chưa? Đăng lên. Từ tôi phải đứng trước đầu xe đã. Giờ đăng lên. Nè. Cười lên, cười lên, cười lên. Từ từ bạn ơi, đang đăng lên Instagram, đợi xíu. Đang hello, đăng, hello. Đang lên cũng không cho nè. Sao biết tôi ở đây vậy? Sao? Sao thấy biết tên nè. Sao thấy tên được? Thì đi mà kia thấy ngay đây luôn. Sao đâu ông có cái gì? Đang đi thấy. Nhưng mà ông có cái gì, ông cho tôi cái gì? Sao súng rồi lấy không? Lấy chứ, súng mạnh rồi. Súng thục. Ôi. Cái gì dễ đâu. Được. Thôi tôi nghỉ nha. Ok, giờ tôi cho tôi xuống xe. Ok, ông lấy xe tôi đi đi. Ồ, được luôn á. Damn, damn, xe đẹp vậy. Xe đẹp vậy nha anh em. Này vậy ngóc đầu rồi. Ôi cái gì ôi mới đi nhờ không đi nhờ không có đi nhờ không ây có đi nhờ không nhân bản hả đi nhờ không có đi nhờ không đi nhờ nói tiếng chở nè có đi nhờ không? Lên 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 lên. Rồi có đi nhờ không? Đi nhờ không nè. Nhanh lên tôi chở nè. Đi lên 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 ơi chậm thế lên tôi lui xe lại nha. Ôi, khung này đẹp vậy, khung cảnh này đẹp vậy. À, chỗ này đẹp nè, chỗ này đẹp nè, chụp hình anh em ơi. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Chụp hình đăng. Chụp hình đăng Instagram. Ủa, chụp chưa? Đây. Hôm nay được thằng bạn thân Binh Z cho mượn con siêu xe đi ngắm cảnh. Công nhận xe chạy đã thiệt. Hashtag anh là kẻ mất. Oh, hello người anh em. Ôi xe đẹp vậy. Xe đẹp vậy. Được không, được không, được không. Được, xe này hồi xưa tôi cũng có một chiếc nè. Ờ, ông thấy xe tôi đẹp không? Được. Biết xe ai không? Đây. Xe, ông biết Binh Di á, Binh Di á, Binh Di á. Binh Di có con này nè. Đó, nó cho tôi mượn đó. Được. Đó, gì mà miền Nam gọi tôi là Binh Z. Miền Bắc gọi tôi là Binh Di. Đắk Lắk gọi tôi Binh Giờ. Hello anh em, hello người anh em. Xe ông đẹp vậy? Hello. Xe ông đẹp vậy? Tôi công an này đừng hay cần nha. Ờ, biết rồi, xe ông đẹp vậy? Ừ, đẹp có lép xét mà. Xe tôi đẹp không?
Đáp đồ xe ông mất sò à? Xe tôi Binh Jet nó cho tôi mượn đó. Biết Binh Jet không? Binh gì đó. Không có chỗ đổ xăng hả? Ai xe chậm vậy vứt đi ông ơi. Mẹ. Không có chỗ đổ xăng hả? Không, bốn chị chạy xa lắm mới có. Tụi đợi xíu, để tôi gọi. Mẹ nó vứt mẹ xe đi. Ê mày Binh Jet. Gì đưa xăng đâu, đưa xe đâu, không đổ xăng mày. Rồi, giờ xe ông mang về được, lên đây kêu người lên lấy nha, lên chỗ gần mấy cửa xe trên đường chính á. Tao đi với ông mới quen lên đi về đây. Ok nha, xe đường chính á. Yo. Rồi, đi. Má được đi nhảy dù luôn nè. Ôi, đẹp thế. Ông biết Jaram 12 giờ không? Không biết. Ông bật cái chữ B lớn á, B dưới á, nhảy đầu lên, ông thấy... Ờ, thấy rồi, bên rồi. Thấy cái gai ra màu xanh dưới đâu? Thấy rồi. Ông bên vô đây chút xíu nhảy về hướng đó đó. Rồi, ok, bên rồi. Nè, giờ hướng dẫn ông nhảy nè. Rồi. Giờ ông nhấn chút xíu nha, khoan nhấn về chút xíu, ông bấm nút cách. Chứ xong ông bấm chuột trái liên tục luôn để cho chừng nào cái dù nó bung ra thì ông ngừng bấm nha. Ông bấm chừng 2-3 cái là nó bung mà. Bung cái dù ra rồi ông lướt từ tới ra đó. Có phải đứng sát cái mép này không? Đứng sát đây theo tôi, coi tôi nhảy trước nha. Đây tôi đẩy ông nhảy cho. Đừng có đẩy. Control my mood, hold my soul. Get your hands off of me. Wanna rest my bones when I.